Chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Ichimoku. Ở xin tự giới thiệu em là Thanh Tùng. Thì trước khi bắt đầu dành cho anh chị nào mới xem ở kênh này lần đầu, thì đây là nơi mà em chia sẻ và hỗ trợ hỏi đáp về kênh đầu tư chứng khoán và tính chắc rằng là những chia sẻ và góc nhìn của em sẽ giúp ích được cho anh chị trong quá trình đầu tư. Một lần nữa thì xin chào anh chị và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề ngày hôm nay. Rồi đi vào cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận định thị trường ha anh chị ha Và cùng với đó là cập nhật những cái thông tin quan trọng cho anh chị để mà anh chị có những cái xu hướng là chuẩn bị trong cái phiên giao dịch ngày mai Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến một chút là ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái phiên rất là quan trọng của thị trường Mỹ Khi mà tối ngày hôm nay Mỹ sẽ công bố rất nhiều dữ liệu và đó là những cái dữ liệu quan trọng anh chị đó, thì ở đây chúng ta sẽ cập nhật qua một chút trước khi mà đến nhận định thị trường thì em để có để một cái tiêu đề là VNX của chúng ta tích lũy và chờ những cái thông tin của bên Mỹ hướng đến bên Mỹ ở trong cái cái phiên giao dịch uh, tối nay uh, thì ở đây đây là cái lịch kinh tế công bố uh, lịch kinh tế ngày hôm nay nha anh chị thì uh, trong tối ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều sự kiện quan trọng của nước Mỹ đầu tiên là chúng ta thấy được cái bài phát biểu của ông uh, hacker này, thành viên của FOMC. À, ngoài ra thì chúng ta có những cái sự kiện quan trọng như là CPI Core, CPI Core của tháng 12. Rồi CPI uh, rồi ha, rồi và cùng với đó là những cái chỉ số tiêu dùng CPI. Mình uh, over overman, cùng với đó là những cái chỉ số tiêu dùng của DI over DI của, của tháng 12 này à, Thì đây là những cái sự kiện ba cái sự kiện mà chúng ta thấy được rằng á, là nó đánh dấu ba sao nữa anh chị. Đó rất là nhiều sự kiện tối ngày hôm nay luôn ba cái sự kiện ba sao, cùng với đó là đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về những cái dự báo anh chị ha. Thì ở đây chúng ta thấy được rằng là những cái dự báo của họ, những cái dự báo của những cái trader thì họ dự báo là CPI Core month over month tháng 12 thì sẽ có một cái xu hướng là tăng. đó Thì nếu mà chỉ số ngày hôm nay có một cái CPI Core mà có một cái xu hướng giảm thì chúng ta thấy được rằng là 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 Mỹ sẽ có những cái uh, những những cái thị trường như là Dow Jones sẽ có những sự bậc tăng ha đó rồi thứ hai nữa là chúng ta thấy được rằng là uh, chỉ số tiêu dùng CPI uh, year over á year, thì um, chúng ta thấy được rằng là họ dự báo giảm nhưng mà cái mức dự báo giảm này á em thấy là nó hơi hơi mạnh anh chị giảm đâu đó là 0,6% đó thì ở đây chúng ta cần phải quan sát về ngày hôm nay tại vì em thấy cái, cái dự báo của họ ở đây thì nó cũng giảm khá là mạnh nhưng mà cũng hợp lý thôi anh chị tại vì Fed trong giai đoạn vừa qua cũng đã duy trì ở một cái mức lãi suất tương đối cao rồi. Một cái vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý đó là khi mà công bố cái dữ liệu kinh tế của quý ba của của Mỹ á, thì cái GDP của Mỹ có một cái xuống tăng thì đó là cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy là tại sao những cái vấn đề ở giai đoạn hiện tại, những cái trader họ cho rằng á, là nền kinh tế còn khá là khỏe, cho nên là có thể là CPI core thì của họ thì sẽ vẫn còn cao, tại vì á, GDP GDP của Mỹ khỏe thì cái việc CPI cái CPI core này á thì họ đánh giá đó là cái việc là CPI sẽ có một cái cái mức độ tăng ha đó rồi thì cùng với đó là những cái như là đơn trợ cấp thất nghiệp này nữa thì với cái đơn trợ cấp thất nghiệp này nó đánh vào cái thị trường lao động là cái vấn đề mà Mỹ đang quan tâm thời điểm hiện tại thì nếu mà nó có những cái xu hướng đó là uh, giảm hơn so với cái mức dự báo thôi thì đó cũng là một cái tín hiệu tích cực cho thị trường đối với thị trường lao động và cũng như là những cái hành động của Fed trong giai đoạn sắp tới. Đó thì đây là toàn bộ những cái sự kiện quan trọng chúng ta chú ý ở, ở trong tối ngày hôm nay. Đó, CPI Core, uh, Manoverman này, rồi uh, CPI của uh, Manoverman uh, và CPI của year Over Year và cùng với đó là đơn trợ cấp thất nghiệp, đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu ha đó thì đây là toàn bộ những cái sự kiện tối ngày hôm nay và rất nhiều sự kiện quan trọng nha anh chị à, rồi thì chúng ta sẽ đi đến với những cái thị trường tài chính hay là thị trường crypto, thị trường hàng hóa thời điểm hiện tại đang giao dịch như thế nào nha anh chị à, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói qua về đồng đô đồng đô thì tới thời điểm hiện tại vẫn đang trong một cái giai đoạn giảm điểm và sideways trong phiên giao dịch ngày hôm nay ở những cái thị trường cryptocurrency á thì cái thị trường này sẽ là cái thị trường mà rất nhạy với những cái thông tin tài chính trên thế giới và tới thời điểm hiện tại thì đối với lại thị trường cryptocurrency đang có những sự bậc tăng chứng tỏ rằng á là những cái trader thời điểm hiện tại đang suy nghĩ có một cái tín hiệu khá là tích cực với cái lịch kinh tế ngày hôm nay cùng với đó là những cái thị trường dầu thị trường dầu thì chúng ta sẽ tí nữa em sẽ đi qua với anh chị ở cuối cái cái video này em sẽ giải thích qua một chút về kỹ cái, cái giá dầu này. À, tại sao ngày hôm qua lại có một cái sự bật tăng? À, cho dù là cái công bố dự trữ giá dầu nó có một cái xu hướng đi ngược, à, nhưng mà giá dầu cũng có những sự bật tăng ha. Thì tí nữa chúng ta cũng sẽ điểm qua sau. Rồi thì đó là những cái thị trường thời điểm hiện tại đang giao dịch nha anh chị. À, cùng với đó là chúng ta nhìn qua một chút về thị trường châu Á và thị trường châu Âu thời điểm hiện tại đang giao dịch như thế nào. Thì chúng ta thấy được rằng á là thị trường châu à, châu Âu châu Á thì ngày hôm nay đối với thời điểm hiện tại đang giao dịch thì cũng đi ngang thôi, cũng đi ngang và có một cái mức độ tăng nhẹ. cho thấy là những sự thận trọng và chờ những cái thông tin từ Fed ở từ những cái công bố của Mỹ ngày hôm nay. cùng với đó thì thời điểm hiện tại những cái thị trường châu Âu giai đoạn hiện tại thì mở cửa rồi và đang giao dịch ở một cái mức xanh. Đó thì chúng ta thấy được rằng là có ba thị trường như là thị trường DAX mà CAC40 và thị trường Anh là FTSE 100 á thì thời điểm hiện tại vẫn đang duy trì được một mức mức độ tăng. À, còn những thị trường tương lai của Dow Jones á, thì tới thời điểm hiện tại thì đang giao dịch với một cái mức độ uh, nó là tích lũy, cái biên tích lũy thôi. À, trước khi mà có một cái sự công bố nó rõ ràng hơn thì thị trường Mỹ thông thường nó mới có những sự biến động ha. Thì đó là đối với những thị trường trên thế giới. Thì đó chúng ta thấy được rằng là những cái giai đoạn hiện tại á, thì tất cả những cái thị trường trên thế giới thời điểm hiện tại đều đang hướng tới rất nhiều về cái những cái sự kiện của Mỹ thì quay trở lại với thị trường của chúng ta thì chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái khung 15 phút thì đối với cái khung 15 phút ngày hôm nay của chúng ta á, thì chúng ta có một cái điểm tích cực đó là cái việc mà uh, chỉ số viên đất của chúng ta kết phiên ATC vẫn giữ được cái mức 1055 này. Nó sẽ tạo tiền đề tương đối À, tương đối tốt cho cái phiên giao dịch ngày mai Thì uh, đi qua cái khung 1 giờ Ở cái khung 1 giờ này á Thì chúng ta vẫn đang giao dịch trong một cái biên độ Trên kháng cự 1066 dưới hỗ trợ 1045 Thì đây vẫn là cái biên độ chúng ta giao dịch Trong năm phiên giao dịch gần đây Đó, Chúng ta đã có một cái trạng thái tích lũy rất là chặt rồi nha anh chị Đó nhìn cái khung một giờ này Thì chúng ta thấy là nó tích lũy rất là chặt rồi Cho nên bất kỳ những cái biến động nào xảy ra Thì nó sẽ là cái việc uh, Thị trường của chúng ta sẽ có xu hướng Break out hoặc break down ở phía dưới uh, mất 1045 thì chúng ta sẽ chỉnh đâu đó là về 1024, 1035 mà có xu hướng là vượt được những cái vùng 1065 thì chúng ta sẽ tiệm cận những cái vùng kháng cự ở trong cái khung daily đó là cái 1084 đến 1092 mà chúng ta đề cập với nhau trong suốt quá trình vừa qua. Đó. Thì hy vọng là lịch kinh tế tối ngày hôm nay sẽ có những cái sự tích cực để mà chúng ta có một cái cú hích lớn để mà chúng ta phá được cái biên độ tích lũy này đó. để mà có những cái xu hướng tốt đẹp hơn trong cái giai đoạn tiếp theo ha. Đó, đó thì đó, đó là tổng quan về thị trường của chúng ta. Uh, trong ngày hôm nay thì đây là cái nhận định thị trường và chúng ta phải chú ý tối ngày hôm nay là những cái sự kiện quan trọng rồi thì uh, đó là tổng quan về cái sự kiện cũng như là những cái uh, yếu tố mà chúng ta cần quan tâm trong ngày hôm nay thì giải qua thì nãy em cũng có chia sẻ đó là chúng ta sẽ giải thích qua một chút về cái việc là dạo nhóm ngành dầu khí ngày hôm nay có một cái sự bật tăng cho dù á uh, là cái dự trữ dầu thô nó đi ngược với những cái dự báo thì uh, thì ở đây em cũng đã giải thích ở trong cái buổi livestream buổi trưa rồi nhưng mà uh, tiện đang làm video này đang nói tới cái lịch kinh tế á, thì em sẽ nhắc lại một chút cho anh chị nào mà chưa nắm bắt được cái cái sự kiện đó thì ở đây uh, đối với lại cái lịch kinh tế ngày hôm qua thì chúng ta thấy được rằng á là cái việc mà công bố dự trữ dầu thô của của mỹ thì nó đi ngược lại với những cái sự dự báo thì ở những cái nhà trader thì họ dự báo đó là cái dự trữ dầu thô của Mỹ sẽ có một cái xu hướng giảm đó nhưng mà ngày hôm qua với cái dữ liệu công bố mà chúng ta thấy được rằng là cái cái dự trữ dầu thô của Mỹ đang dương với cái mức đó là 10, gần 19 triệu thùng đó thì chúng ta thấy là nó rất cách xa cách rất xa dự báo nhưng mà tại sao thị trường Mỹ thị trường nhưng mà sao tại sao những cái thị trường như là dầu thô ngày hôm qua lại có những sự bật tăng đó, thì ngày hôm qua chúng ta cũng thấy là dầu thô có một cái sự bật tăng rất mạnh và ngày hôm nay đối với nhóm ngành dầu khí cũng có những sự tích cực ha đó thì đây chúng ta nói về cái vấn đề của giá dầu WTI ở đây thì ngày hôm qua giá dầu WTI có một cái phiên bật tăng rất mạnh và có xu hướng là vượt cản này giá dầu Brent cũng vậy ha đó thì chúng ta giải thích vấn đề đó tại sao là khi mà đi ngược dự báo như vậy nhưng mà Uh, nhưng mà giá dầu lại có những sự tích cực Thì chúng ta sẽ có ba nguyên nhân mà em cho rằng Nó là những cái nguyên nhân quan trọng Và đây là ý kiến cá nhân của em dựa theo góc nhìn vị mô Thì đầu tiên á Thì chúng ta cũng uh, Thì em cũng cái này là em chia sẻ cho anh chị uh, Trong cái room khách hàng Cũng như là những cái room giao lưu thì em cũng đã có chia sẻ rồi ha Thì khi mà dự, Khi mà Mỹ công bố dự trữ Dự trữ dầu của Mỹ á uh, Đi ngược với những cái sự kỳ vọng uh, Thì uh, thì chúng ta nói về cái vấn đề đó là 19 triệu thùng dầu này nó nằm ở đâu. Đó đó là thì em cho rằng đó là cái dự cái khả năng cao là Mỹ đã có những xu hướng là mở cái kho dự trữ chiến lược của họ. Việc này thì Mỹ muốn muốn nỗ lực là để bình ổn cái giá xăng dầu trên thế giới cũng như là trong nước. tuy nhiên là ngày hôm ngày hôm qua thì cái ngày 12 tháng 11 năm 2023 thì chúng ta cũng thấy được rằng là trái với những cái dự đoán của những cái trader À, thì giá dầu lại có những xu hướng là ngược lại và có những xu hướng là bật tăng mạnh thì để giải thích cho cái lý do cái nguyên nhân này á, thì em có ba cái ba cái thì để giải thích cho cái 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 việc này á, thì em có ba cái nguyên nhân nguyên nhân cơ bản mà em cho được em thấy được rằng là nó sẽ tương đối là hợp lý thì ở đây đầu tiên á, cái nguyên nhân á, là cái từ cái việc mà ô bích cộng trong giai đoạn trước vẫn thống nhất với nhau là duy trì các giảm cắt giảm cái sản lượng dầu để có thể là cứu được cái giá dầu đó à tại vì giá dầu trong xu hướng vừa qua anh chị cũng thấy là giảm rất mạnh đó và ở cái giai đoạn đó thì những trong cái cuộc họp OPEC cộng vừa rồi á thì họ cũng đã thống nhất với nhau là duy trì cái sản lượng này cắt giảm sản lượng để mà cứu cái giá dầu ha thứ hai nữa là chúng ta sẽ thấy được rằng là Trung Quốc trong giai đoạn vừa rồi cũng đã ban hành những cái những cái việc đó là nâng cái mức nhập khẩu dầu thô cho năm 2023 cao hơn 20% so với những cái năm 2022 đó một cái vấn đề đó nữa là cùng với đó là khi mà Trung Quốc mở cửa hoạt động trở lại á, thì những thứ như là những cái máy bay này vận tải hay là những cái máy máy móc mà để vận hành những cái uh, cái nền kinh tế hay là những cái việc sản xuất á thì nó sẽ đồng loạt vận hành nó sẽ dẫn tới một cái việc đó là một cái vấn đề lớn của cái nhu cầu dầu mỏ đó cho nên là khi mà dầu mỏ đã có những sự khan hiếm khi mà OPEC cộng đã có những cái cái cắt giảm rồi mà còn với đó là Trung Quốc mở cửa và hàng loạt những cái thiết bị này đồng loạt vận hành thì nó sẽ có một cái vấn đề rất lớn đó là cái việc nhu cầu về dầu mỏ đó. thì thứ ba nữa em cho rằng đây là một cái vấn đề mà em 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 nghĩ được rằng là ở những cái thị trường phái sinh luôn sẽ có những cái cái chuyện như này như thế này xảy ra đó là cái việc là giết sọt đó có nghĩa là họ đã quen với cái việc đó là uh, khi mà công bố một cái dữ liệu nào đó ra mà nó ngược với kỳ vọng á thì uh, uh, thì một cái chỉ báo hay là một cái hợp đồng phái sinh nào đó nó sẽ có những cái xu hướng là giảm đó ví dụ như là uh, ngày hôm qua nếu mà thông thường thì khi mà công bố mà trải ngược với dự báo đó thì giá dầu phải có những xu hướng giảm đúng không đó thì thông, họ đã quen với cái việc đã là sọt uh, giá dầu ở trong giai đoạn vừa qua rồi thì em thấy là cái mục đích ngày hôm qua có những sự bật tăng nó một phần nó cũng là một cái giết sọt Uh, giết những cái người mà tham gia sọt dầu ha đó, thì cái vấn đề này nó cũng không lạ lẫm gì với những cái thị trường phái sinh nữa đó thì đây là ba cái vấn đề mà em trao đổi với anh chị trong ngày hôm nay hy vọng là những cái thông tin này sẽ mang tới nhiều điều hữu ích trong quá trình đầu tư của anh chị anh chị xem nhớ like và subscribe kênh cùng với đó là có thể là comment một quả tim cũng như là cái số 2023 để mà đánh dấu được rằng á, là những cái thông tin này em mang tới nhiều giá trị cho anh chị để mà trong cái giai đoạn sắp tới thì em sẽ làm nhiều hơn về những cái video cũng như là những cái thông tin gửi đến cho anh chị trong quá trình anh chị đầu tư cảm ơn anh chị đã theo dõi ngày hôm nay nếu anh chị yêu mến thì có thể là donate em một ly cà phê qua cái Uh, số tài khoản ở phía trên màn hình. Cùng với đó là nếu anh chị trong quá trình đầu tư chưa có người hỗ trợ hay là chưa có người tư vấn hoặc là người hỗ trợ chưa phù hợp thì anh chị có thể là chuyển ID hoặc là mở tài khoản mới ở VPS uh, theo ID đó là Z194 thì cũng chỉ mất đâu đó 3 đến 5 phút thôi anh chị ha. Hy uh, vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và đồng hành với nhau trong giai đoạn sắp tới. Chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở lúc 7 giờ tối 30 hàng ngày. Em sẽ cập nhật cũng như livestream. Uh, trao đổi thêm với nhiều cái uh, thông tin uh, gửi tới cho anh chị tối ngày hôm nay rồi chào tạm biệt anh chị ha